Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn lắp ráp và sử dụng máy trà sàn đơn có model SB143L10 của thương hiệu Ghibli Webel, được sản xuất và nhập khẩu 100% tại Ý. Máy được phân phối chính thức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vệ sinh Sao Việt, có trụ sở chính tại 666-62 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Mình xin sơ lược sơ qua về thông số kỹ thuật của máy trà sàn đơn có model là SB143L10. Máy có công suất 1000W, dung tích bình chứa nước là 12 lít. Máy có độ ồn là 54 dB, bàn chải trà sàn là 43 cm, áp lực trà là 40.3 g/1 cm. Máy có trọng lượng 41 kg, độ dài dây điện 12 m. Phụ kiện của máy bao gồm một dây điện 12 m, một bình chứa dung dịch 12 lít, một bàn chải trà sàn, một bàn chải giặt thảm, một mâm ga gắn bếp. Sau đây mình xin hướng dẫn lắp ráp máy. Đầu tiên, để cần máy vô trong gờ. Sau đó gắn bốn ốc. Chúng ta tiến hành siết chặt cần máy. Rồi tiếp theo chúng ta gắn dây điện. Siết chặt ốc. Rồi, sau đó chúng ta tiến hành gắn bình nước vào máy. Gắn bằng cách đẩy từ dưới đẩy lên. Tương tự với bát trên. Sau đó chúng ta gắn bình nước. Đẩy xuống. Sau đó chúng ta siết chặt ốc. Tiếp theo chúng ta gắn dây nối nâng của tay bóp xả nước. Siết chặt. Chúng ta sẽ siết khung dây nó vừa để chúng ta bóp hạ nâng hạ nước, nước sẽ chảy ra ống nước. Rồi chúng ta đã hoàn thành lắp ráp máy trà sàn đơn SB143L10. Tiếp theo mình hướng dẫn sử dụng máy. Đầu tiên mình di chuyển máy đến vị trí cần vệ sinh. Ráp bằng chải vào máy. Khi ráp bằng chải vào máy, ta để những cái ngàm nó trùng khớp với nhau và quay từ xoay từ phải sang trái. Kéo dây điện tới vị trí ổ điện. Cho dung dịch hồi trà sàn vào bình đựng dung dịch. Ở đây mình đã có pha sẵn dung dịch. Sau đó chúng ta tiến hành vệ sinh. Bóp mạnh tay bóp nâng hạ cần đến một vị trí thăng bằng.
sau đó nâng ngược máy lên một chút để cho tạo sự thăng bằng cho máy. Ấn công tắc an toàn và nhấn giữ công tắc chính. Bóp tay bóp xả nước. Chúng ta di chuyển máy bằng cách đi lùi và di chuyển sang phải bằng cách nâng nhẹ cần máy và qua trái là hạ nhẹ cần máy. Trong quá trình vệ sinh, ta tiến hành bóp nhả tay bóp, xả nước để cho nước dung dịch nó ra đều. Và chúng ta chà sàn theo quy tắc gọi là chồng mí, có nghĩa đường chà sau đè lên mí của đường chà trước. Đối với có một số vết bẩn cứng đầu thì ta có thể giữ máy ở cái vị trí vết bẩn đó để cho tăng cái độ ma sát và là dễ làm sạch hơn. Kết thúc quá trình chà, ta tiến hành dựng đầu máy lên bằng cách bóp mạnh tay bóp nâng hạ cần, nâng mạnh cần máy lên, di chuyển máy về phía sau. Sau đó chúng ta tiến hành hút nước khô trên sàn bằng máy hút bụi khô ướt. Sau khi chúng ta sử dụng, chúng ta tiến hành vệ sinh máy. Đầu tiên rút máy ra khỏi nguồn, xả hết dung dịch chà sàn ra khỏi máy, sau đó hạ cần máy. Tháo bàn chải bằng cách xoay từ trái sang phải. Sau đó chúng ta vệ sinh bàn chải và vệ sinh bình nước sạch. Vừa rồi mình đã hướng dẫn lắp ráp và sử dụng máy chà sàn đơn có model là FB143L10. Nếu mọi người thấy hay thì hãy share, like và subscribe giúp mình nhé.